Chào các em. Hôm nay thầy tiếp tục dạy cho các em bài số 2 bên chương trình đại số lớp 7. Nội dung của bài này thầy sẽ hướng dẫn cho các em về những cái bài tập tổng hợp ha. Em ghi bài. Bài tập tổng hợp. Và thầy sẽ tranh thủ nhắc lại về giá trị tuyệt đối kia. Giá trị tuyệt đối là một khái niệm rất quan trọng ha. Rồi, trước hết là thầy hướng dẫn cho các em là những cái bài tập tổng hợp đó. Ta sẽ làm dưới dạng bài tập luôn ha. Bài tập số 1. Thầy tiếp tục luyện về cộng trừ nhân chia cái dạng nâng cao. Tính cho thầy giá trị biểu thức sau. Các em tranh thủ ghi đề. Tính A bằng bây giờ ví dụ như thầy có là 1 nhân 2. 1 nhân 2 trên 3 bình. Rồi nhân cho 2 nhân 3 trên 4 bình. Xin lỗi, 1 nhân 3 trên 2 bình chứ nhỉ. 1 nhân 3 trên 2 bình. Rồi này là 2 nhân 4 trên 3 bình. Tiếp tục là nhân cho 3 nhân 5 trên 4 bình. Các em thấy quy luật chưa? Quy luật của nó là gì? Đó là nó đi theo cái chữ V này nè. Chữ V ha. 1, đây là 2, thì đây là 3. Tiếp theo là bên kia nó bắt chước y như vậy là 2, 3, đây là 4. Rồi tương tự 3, 4, 5, vân vân. Cứ như vậy. Cho đến nếu thầy cho cái khởi đầu của cái phân số cuối cùng đó là 8 này. Cho số lớn hơn chút, 18 đi. Thì nó sẽ nhân với bao nhiêu? Nhân với 20. Và ở dưới mẫu sẽ là 19 mũ 2. Đó, tính cái này. Giải. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 18, 19, 20. Ở dưới là bình phương ha. Bây giờ để giải quyết loại toán này nó cũng dễ lắm các em. Đây là phép nhân các phân số đúng không? Vậy đầu tiên các em nhân hết các cái tử lại cho thầy. Tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. 1 nhân 3 nè. Đó. 2 nhân 4 nè. Rồi 3 nhân 5 nè. Cứ như vậy nhân chấm chấm. Cho tới 18 nhân cho 20. Còn ở dưới là 2 bình. Nhân cho 3 bình. Nhân cho 4 bình. Không. Nhân cho chấm chấm chấm. Nhân cho tới 19 bình. Đó. Bằng. Rồi bây giờ các em lưu ý cho thầy. Đây là cái lúc mình cần làm việc thông minh nè. Bây giờ các em để ý phép nhân á. Ở trên tử á, là toàn phép nhân không à. Mà phép nhân thì có tính giao hoán. Bây giờ thầy gọi 1, 2, 3, vân vân cho tới 18. Đó là các cô vợ đi ha. Còn các anh chồng là 3, 4, 5, vân vân cho tới 20. Vậy hiện tại là vợ đi với chồng, vợ đi với chồng, vợ đi với chồng, vân vân. Bây giờ, vì phép nhân có tính giao hoán cho nên thầy đem các cái cô vợ, thầy giao hoán, thầy dồn ra đầu tiên hết. Như vậy là các cô vợ sẽ là gì? 1 nhân 2 nhân 3 nhân vân vân cho tới 18. Rồi các cô vợ xúm lại ngồi nói chuyện với nhau. Rồi các anh chồng thầy dồn ra cuối. 3, 4, 5 cho tới 20 là các anh chồng đúng không? 3 nhân 4 nhân 5 nhân chấm chấm cho tới 20. Rồi. Ở dưới. Ở trên thì vợ nhỏ hơn chồng. 1, 3, 2 nhỏ hơn 4, 3 nhỏ hơn 5 nè. Còn ở dưới thì vợ chồng bằng nhau. 2 mũ 2 thực ra là 2 nhân 2. 3 mũ 2 thực ra là 3 nhân 3 vân vân. Cho tới 19 mũ 2 là 19 x 19 đúng không?
Bây giờ cứ vợ chồng bằng nhau thì các em tách một vợ ra. Này, 2 mũ 2 các em tách một số 2 ra, dồn ra đầu. 3 mũ 2 các em tách một số 3 dồn ra đầu. 4 mũ 2 các em tách một số 4 dồn ra đầu. Cứ vậy cho tới 19. Như vậy vẫn còn một nhóm nữa cũng gồm 2, 3, 4 vân vân cho tới 10, 19 y như vậy. Thì đó là những anh chồng thì dồn ra lần cuối. À. Rồi. Thực ra cái này nó vẫn bằng như cũ thôi, phép nhân có tính giao hóa quá. Bây giờ thầy giảng lược nè các em. 2 rút gọn với 2. 3 rút gọn với 3 hết. 4 này có hết không? Có, trong cái chấm chấm này có 4 trong này nè. Rút hết luôn. 18 này có hết không? Có. Trong cái chấm chấm đằng trước 19 này là có số 18 trong đó, vậy cái này hết. Như vậy sau cái trận rút gọn này thì ở trên tử chỉ còn lại là 1. Còn dưới mẫu là còn lại 19. Vậy thôi. Tiếp tục qua cái nhóm chồng bên này. Vợ mình rút gọn xong rồi vô qua chồng. 3 rút gọn với 3 hết nè. 4 rút gọn với 4 hết nè. 5 ở trên này có nè. Ở dưới này có không? Có. Trong chấm chấm này. Tiếp theo số 4 là số 5. Rút gọn với số 5 trên này. 19 này có mất không? Có. Đằng trước 20 này có số 19 nè. Để rút gọn. Như vậy sau trận rút gọn này thì cái phe này nó còn 20 ở trên. Nó còn 20 ở trên. Còn ở dưới là còn 2. Không? Rồi mình rút gọn tiếp. 20 với 2 thì 2 mất. Thì 2 mất, còn 20 còn 10. Vậy 1 nhân 10 là 10, còn ở dưới là 19 nhân 1 là 19. Đó là đáp án cuối cùng kìa. Xong bài toán. Câu B. Thầy có bài toán sau đây. Câu B là biểu thức B lớn bằng 1/38, 1/38 trừ cho 1 nhân cho 1/37 trừ 1 rồi nhân cho cứ vậy theo quy luật thôi, 1/36 trừ 1 nhân cho vân vân vân. Nhân một ngày đẹp trời cho tới 1/2 trừ cho 1. Đó các em. Bây giờ các em thấy không? Có cái chấm chấm là tức là mình tự hiểu ở trong đó là còn nhiều thừa số khác theo đúng quy luật ha. Trong này sẽ là 1/35 trừ 1 rồi 1/34 trừ 1 vân vân. Bây giờ cái này các em tính trong từng cái ngoặc này cho thầy đã. Đã tính trong từng cái ngoặc này. Giờ đầu tiên mình tính trong ngoặc này trước. Quy đồng trừ tử chữ mẫu ha. Thì copy xuống. 1/38 trừ 1 thì cái số 1 này thầy sẽ đổi thành là 38/38. Tương tự số 1 này thầy sẽ đổi thành 37/37. Rồi số 1 này thầy sẽ đổi thành 36/36. Bên này thầy sẽ đổi thành 2/2, cứ vậy thôi. Rồi. Bây giờ cái ngoặc đơn thứ nhất ta lấy tử trừ tử giữ mẫu cùng mẫu thôi. Thì trừ tử giữ mẫu ta sẽ có là 1 trừ 38 là thành âm 37 trên 38. Tương tự cái ngoặc đơn thứ hai là 1 trừ 37 là thành âm 36 trên 37. Nhưng cứ như vậy âm 35 trên 36 nhân cứ như vậy vân 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 ha. Cho tới cái cuối cùng 1 trừ 2 là bằng âm 1 trên 2. Rồi bây giờ các em thấy là ta có quyền nhân tử với tử, mẫu với mẫu lại không? Dịch trước hết là các em quan sát cái dấu là có bao nhiêu dấu trừ nhân với nhau. Thì các em đếm là 1 nè. Rồi trong chấm chấm này là 2, 3, 4 đó. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ri, rầm, dạ, xì, vân vân. 35, 36, 37. Như vậy là có 37 dấu trừ. Cái số 1 này vô tình nó đếm cho mình luôn nè. 1, 2, 3, 4 cho tới 37. Có 37 dấu trừ. 37 là một số lẻ. Ha. Một số lượng lẻ dấu trừ nhân lại thì các em biết rồi. Nó sẽ ra là trừ. Kết quả chung cuộc sẽ ra là trừ. Ha. Rồi giờ mình gom cái tử lại hết. 1 nhân 2 nhân 3 nhân... Thôi thầy để 37 cho nó đúng trên kia đi. 37 nhân 36 nhân 35.
nhân chấm chấm cho tới 1. Còn ở dưới mẫu là 38 nhân cho 37 nhân 36 nhân chấm 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 nhân một ngày nào đó cho tới 2. Vậy thôi. Thì các em bắt đầu rút gọn nè. 37 với 37 hết. 36 với 36 hết. 35 có hết không? Có. Ở trong cái dấu chấm chấm ở dưới có 35 nè. Rồi số 2 này cũng hết. Vì đằng trước số 1 ở trên tử là có số 2. Rút gọn. Sau trận chiến chỉ còn lại là trừ 1 phần 38. Đó là đáp án. Hiểu vấn đề chưa? Vậy thôi. Thầy qua bài tập số 2. Không. Bây giờ ở bài tập số 2, thầy sẽ ôn lại một cái loại toán rất hay gặp. Đó là bài toán bổ củi, các em. Bổ củi. À. Tính. À, các em còn nhớ dạng toán bổ củi không? Đây, ví dụ như là thầy cho P phở đi. P phở bằng 1 phần 3 nhân 5 cộng cho 1 phần 5 nhân 7 cộng cho 1 phần 7 nhân 9 cộng vân vân. Một ngày đẹp trời cộng cho tới 1 phần 31 nhân cho 33. Bây giờ các em trở lại phần bảng nháp. Các em hãy nhớ cái công thức bổ củi nè. Là mình có 1 trên A nhân B thì nó sẽ bằng 1 trên M nhân cho 1 phần A trừ cho 1 phần B. Đây. Trong đó M là khoảng cách từ A tới B các em. M là khoảng cách từ A tới B ha. Đó. Tức là M bằng B trừ A các em ạ. M bằng B trừ A nhé. Hay là thầy mở ngoặc đây nè. M bằng B trừ trừ A cho dễ hiểu. Thầy lấy ví dụ nha. Ví dụ như là thầy có 1 trên 5 nhân 9 chẳng hạn. Thì nó sẽ bằng 1 trên khoảng cách từ 5 tới 9, tức là 1 trên 4. Rồi nhân cho 1 phần 5 trừ cho 1 phần 9. Chắc chắn luôn. Không tin các em thử lại đi. Không. Đó. Tự thử lại mình nhé. Các em sẽ thấy đúng. Và công thức này các em được quyền dùng luôn nha. Có nhiều bạn không thích nhớ công thức này. Tại nó dính M lằng nhằng. Thì các em có quyền nhớ luôn công thức này nè. Là 1 trên A nhân B thì nó bằng 1 trên B trừ A. Đó. Rồi nhân cho 1 trên A trừ cho 1 trên B cũng được. Không sao cả. Vậy nha. Đó. Nhưng mà thầy hãy nhớ công thức này. Trong đó M là khoảng cách từ B tới A. Đó. Các em tự thử lại đi. Các em sẽ thấy bên này đúng bằng bên này luôn. Đó. Ví dụ 1 phần 5 trừ 1 phần 9 thì quy đồng trừ tử giữ mẫu. Thì cái này nó sẽ bằng cái gì? Cái này nè. Cái này nó sẽ bằng là 1 phần 5 trừ 1 phần 9 là nó sẽ bằng 9 trừ 5. Tất cả trên 5 nhân 9. À, 5 nhân 9. Mà 9 trừ 5 thì là bằng 4 thôi. Như vậy là bên vế bên phải á, là nó bằng 4 trên 5 nhân 9. Không? Mà 4 trên 5 nhân 9 á, thì nó đâu có bằng bên kia. Nó đâu có bằng bên phải bên 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 trái đâu. Không? Bên trái là 1 trên 5 nhân 9 mà. Như vậy là đâu có bằng. Nếu mà thầy đưa cái này xuống là em thấy đâu có bằng đâu. Không? Như vậy là nếu lấy hai cái này trừ nhau thì nó chưa có bằng này. Như vậy phải khử số 4 này nữa nè. Mà muốn khử số 4 thì các em phải nhân cho 1 phần 4. Thì bây giờ là 4 này rút gọn với 4 này. Thì bây giờ nó ra hai bên đúng bằng nhau luôn. Đó, bài toán bổ củi là như vậy đó. Bây giờ câu B này thầy áp dụng nè. 1 trên 3 nhân 5 sẽ biến thành 1 phần 2. Khoảng cách giữa 3 với 5 là 1 phần 2. 1 phần 3 trừ cho 1 phần 5. Rồi cộng cho cái bên cạnh cũng vậy. 1 phần 2 khoảng cách giữa 5 với 7 là 2 đó. 1 trên 5 trừ cho 1 trên 7. Rồi cộng cho 1 phần 2. Nhân cho 1 trên 7. Trừ cho 1 trên 9.
vậy thôi, cộng vân vân cho tới một ngày là nó tới 1/2 rồi nhân cho 1/33, xin lỗi 31, trừ cho 1/33. Đó. Hiểu vấn đề chưa? Bây giờ nó sẽ bằng tiếp cái gì? Bây giờ các em sẽ rút 1/2 ra lấy làm thừa số dùng chung. Tính chất phân phối á. Thầy nhắc lại về tính chất phân phối ha. Tính chất phân phối là A nhân B cộng A nhân C là hai cái tích mà có thừa số dùng chung, thừa số giống nhau á, A nè, thì mình lấy thừa số giống nhau đó ra dùng chung. Thừa số không giống nhau đó B và C các em dồn vô mặt, B cộng cộng C. Rồi bây giờ cũng vậy. Thừa số 1/2 là giống nhau, mình lấy ra dùng chung. Rồi thừa số không giống nhau ta dồn vào mặt. Đó. Bây giờ các em dồn 1/3 trừ 1/5 cộng với lại cái thừa số là 1/5 trừ cho 1/7 ha. 1/5 trừ 1/7 lôi lên đây. Rồi tiếp tục là 1/7 trừ 1/9 cũng lôi lên đây. Nhớ là phải cộng với nhau ha. Rồi cộng cứ vậy vân vân cho tới là 1/31 trừ cho 1/33. Rồi giờ các em để ý trong ngoặc. Trong ngoặc nó là một cái tổng đại số ha. Cái tổng đại số 1/3 cộng cho âm 1/5. Các em coi lại bài trước để hiểu tổng đại số là gì. 1/3 cộng âm 1/5 cộng 1/5 cộng âm 1/7 cộng 1/7 vân vân. Thì các em thấy là âm 1/5 cộng 1/5 là sẽ mất. Âm 1/7 cộng dương 1/7 là sẽ mất. Tương tự âm 1/9 thì cũng mất, bởi vì trong cái chấm chấm này sẽ có cộng 1/9 nè. Rồi 1/31 này thì đằng trước sẽ có âm 1/31. Nó có quy luật hết đó. Rồi sau cái trận cộng trừ này thì chỉ còn lại hai cái số sống sót là 1/3 trừ cho 1/33. Đó. Rồi giờ mình tính cái biểu thức gọn gàng này thôi. Vậy nó sẽ ra là 1/2 nhân cho, giờ quy đồng ha. Ở trong ngoặc sẽ là 11/33 trừ cho 1/33. Và nó sẽ bằng cái gì? 1/2 nhân cho 11 trừ 1 là bằng 10. 10/33 các em ạ. Rồi giờ mình rút gọn 10 với 2. 10 đỏ với 2 nè. Thì chỗ 2 là mất, 2 chia 2 được 1 á, còn chỗ 10 là còn 5. Thì cuối cùng ta còn là 5/33, vậy thôi. Xong bài toán. Đó là bài toán bổ củi các em nhé, toán bổ củi. Và tương tự thầy có một bài toán bổ củi khó chịu hơn. Ví dụ như là bài K sau đây. K bằng bây giờ thầy có 8 này. 8 trên 2 nhân 4. Đâu có? À đúng rồi. 8 trên 2 nhân 4 cộng cho 8 rồi. Thầy sửa cái đề lại một chút. Thầy sửa đề lại một chút. 15 trên 2 nhân 5 rồi cộng cho 15 trên 5 nhân cho 8 rồi cộng 15 trên 8 nhân cho mấy cái theo quy luật. Đúng rồi, 11. Khoảng cách là 3 đó. Cộng cứ như thế cho tới 15 trên 32 cho tới 35. Đó. Bây giờ giải bài này sao? Giải bài này sao đây? Các em nhìn vào phần bảng nháp. Các em có thể làm y chang như bài vừa rồi cũng được. Không? Làm y chang như bài vừa rồi cũng được. Bây giờ đầu tiên á là các em có thể viết cái đề lại như thế này nè. Các em bóc 15 ra hết. Như vậy đây là còn 1. 15, bóc 15 ra đằng trước hết. Các em nhân lại đi, nó vẫn bằng như cũ à. Không có gì kìa sai đâu.
Đó, bên này cũng vậy, 15 nhân cho nó. Không tin cái nhân tử với tử mẫu với mẫu nó lại bằng cái đề cũ. Bây giờ tiếp tục thầy lại copy này ra và làm giống như cái bài dưới này, làm giống như bài dưới này. Thì 1 phần 2 nhân 5 thì chỗ này thầy sẽ biến thành là 1 phần khoảng cách là 1 phần 3 nhân cho 1 phần 2 trừ cho 1 phần 5, đúng chưa? Bên này cũng vậy, đây là 1 phần 3 ở trong là 1 phần 5 trừ cho 1 phần 8, vậy thôi. Bên này cũng vậy, này sẽ là 1 phần 3 nhân cho 1 phần 8 trừ cho 1 phần 11. Cứ như vậy thôi. Cho tới cái này là gì? 15 nhân cho 1 phần 3 là nhân cho 1 phần 32 trừ cho 1 phần 35. Đó. Trường hợp mà nó bị không đủ chỗ thì các em có thể xuống dòng ha. Các em có thể xuống dòng, các em đẩy lệch ra lần cuối là được. Đó, vậy là người ta hiểu thôi. Bây giờ các em thấy thừa số giống nhau là 15 nhân 1 phần 3 đúng không? Thì mình lấy ra dùng chung. Đó. Rồi trong ngoặc là những cái thừa số còn lại cộng với nhau. Tính chất phân phối thôi mà. Tính chất phân phối. Cộng cho 1 phần 5 trừ cho 1 phần 8. Ha. Bực mình quá. 1 phần 5 trừ cho 1 phần 8 bỏ luôn. Rồi cộng cho 1 phần 8 trừ cho 1 phần 11. Cứ vậy. Cho tới một ngày nó sẽ tới 1 phần 32 trừ cho 1 phần 35. Hiểu chưa? Rồi nó lại chết dần chết mòn à. Trừ 1 phần 5 cộng 1 phần 5 trừ 1 phần 8 cộng 1 phần 8 trừ 1 phần 11 thì có cái thằng trong này giết nó là các em. Rồi 1 phần 32 thì có cái trừ 1 phần 32 trước đó. Nói chung là sau trận chiến này thì chỉ còn thằng đầu với thằng cuối sống thôi nhá, thường thường là vậy. Rồi thằng đầu là 1 phần 2, thằng cuối là 1 phần 35 vậy thôi. Tiếp tục 15 mà nhân với 1 phần 3, các em rút gọn hay là nhân gì cũng được, nó sẽ ra 5. 15 phần 3 là bằng 5. Còn ở trong mình quy đồng. Không, ở trong sẽ là 35 phần 70 trừ cho 2 phần 70. Rồi như vậy nó sẽ bằng 5 nhân cho 33 phần 70. Và kết quả cuối cùng nó sẽ bằng 35 trừ 2 là 33, đúng rồi. Rút gọn 5 với 70 được các em ạ. Nó sẽ bằng 33 trên 14 ha. 33 trên 14. Đó là đáp án cuối cùng ha. Ta qua bài toán tiếp theo. Bài toán 3. Từ bài tập 3 trở đi, thầy sẽ hướng dẫn cho các em về ôn lại về giá trị tuyệt đối ha. Bây giờ các em nhớ lại đi. Giá trị tuyệt đối của 8 thì bằng mấy? Bằng 8, phải không? Rồi giá trị tuyệt đối của 0 thì bằng mấy? Bằng 0. Rồi bây giờ giá trị tuyệt đối của -5 chẳng hạn thì bằng mấy? Bằng 5, đúng không? Như vậy là các em thấy điều gì? Giá trị tuyệt đối của số 8 thì bằng 8 luôn, tức là bằng chính nó luôn. Giá trị tuyệt đối của số 0 thì bằng 0 luôn, tức là bằng chính nó luôn. Còn giá trị tuyệt đối của -5 có bằng chính nó nữa không? Không, đúng không? Mà lại bằng 5. 5 là gì của -5? 5 chính là số đối của -5 các em ạ. Đó. Như vậy các em thấy là giá trị tuyệt đối của một số A thì sẽ bằng bằng A. Khi nào? Khi A là một số lớn hơn hoặc bằng 0. Đây nè. Ở đây A nhỏ là 8. Ở ví dụ thứ nhất á. Còn ở ví dụ thứ hai A nhỏ là 0. Như vậy là A là số lớn hơn 0 hoặc bằng 0. Thì kết quả tính giá trị tuyệt đối của A ra là bằng A luôn. Còn riêng cái trường hợp này, giá trị đối của -5 thì A nhỏ bây giờ bằng -5 đó. Thì giá trị đối của A không còn bằng A nữa. Tức là đây đâu còn bằng -5 nữa đâu. Mà bằng 5. Mà 5 thì lại là số đối của -5. Đúng không?
Như vậy là người ta ghi như sau à, các em phải hiểu này. Giá trị đối của A sẽ bằng trừ A khi A là số, số âm. Đó. Cái trừ A này các em đừng có hiểu nó là một số âm nha. Cái trừ A này các em hiểu nó là đối của A. Dấu trừ này mình nên đọc là đối, đối của A. Giá trị tuyệt đối của A sẽ bằng số đối của A khi A là số, số âm. Đó. Nhớ dấu trừ có 3 cách đọc. Là đọc trừ cũng được, mà âm cũng được, mà đọc đối cũng được. Các em chú ý cái cách đọc cuối cùng là đối ha. Đó, cách đọc cuối cùng nó khá hay đó. Đây, thầy lấy ví dụ nè. Thầy có trừ 7 đi. Thì có thể đọc nhiều cách lắm. Giờ trừ 7, đúng hay sai? Đúng, đúng không? Âm 7, đúng hay sai? Đúng luôn, đúng không? Đâu có sai. Cách đọc thứ ba, đây là đối của 7. À, đối của 7 cũng đúng. Trời ơi, đây chính là số đối của 7 gì nữa à. Như vậy là các em ghi cho thầy cái ghi nhớ là ghi nhớ rất quan trọng. Đó là gì? Nếu nếu A là số lớn hơn bằng 0 thì giá trị tuyệt đối của A sẽ bằng bằng A, tức là bằng chính nó luôn. Đó. Còn một cái đoạn nữa là hơi khó hiểu, là nếu A âm, nếu A là số âm thì giá trị tuyệt đối của A, thì giá trị tuyệt đối của A, xin lỗi, nếu A âm thì sao, thì giá trị tuyệt đối của A sẽ bằng bằng đối của A. Nhớ điều đó các em nhé. Nhiều bạn là không hiểu cái chỗ trừ A này, này. Nhiều bạn kêu là ờ thưa thầy, thầy nói khi A âm thì giá trị đối của A phải bằng trừ A. Như vậy là khi khi đó là giá trị đối của trừ 5 là kết quả là cái gì thầy? Em không biết, nhưng mà phải có dấu trừ đằng trước chứ. Đây nè, theo luật nè, nếu A âm thì phải có dấu trừ đằng trước. Mà sao thầy lại nói là giá trị tuyệt đối của trừ 5 là bằng 5? Hả? Em không chịu, không? Thực ra là có đó các em ạ. Bởi vì A của mình là bằng trừ 5, là rơi vào trường hợp là A âm đúng không? Thì giá trị tuyệt đối của A sẽ bằng trừ A, tức là bằng trừ của âm 5. Mà bằng trừ của âm 5 thì bằng 5 đó. Như vậy đây là bằng trừ A nè, đúng không? Trị đối A bằng trừ A nè. Nhưng mà trong thực tế làm bài tập thì không ai làm cái bước dài dòng này hết. Người ta cho giá trị đối trừ trừ 5 bằng 5 luôn. Đó, cho nó khỏe, không? Cho nó nhanh. Rồi, các em phải ghi nhớ cái công thức này cho thầy. Để sau này mình làm bài tập nó dễ ha. Bây giờ thầy sẽ đưa cái phần này qua phần bảng bên này cho chị nhớ ha. Rồi, ví dụ thầy có bài tập số 4 là bài toán rất hay gặp, tìm x viết. Bây giờ thầy có bài toán A là giá trị tuyệt đối của x bằng, cực kỳ đơn giản luôn, 2 phần 3, hãy tìm x. Thì bài này dễ kìa. Giá trị tuyệt đối của x bằng 2 phần 3, vậy x phải bằng bao nhiêu? Cái số x nào, có số nào có kết quả tính tuyệt đối ra 2 phần 3? Thì rất nhiều em sẽ trả lời là x bằng 2 phần 3, đúng rồi. X bằng 2 phần 3, bởi vì giá trị đối của 2 phần 3 đúng bằng 2 phần 3 luôn. Nhưng mà các em hơi thiển cận, còn một đáp án nữa các em ạ. Còn một đáp án nữa, x bằng bao nhiêu cũng đúng, x sẽ bằng trừ 2 phần 3 cũng đúng các em ạ. Đó. Giờ các em thấy không, giờ mình tính giá trị tuyệt đối của âm 2 phần 3, nó cũng ra 2 phần 3 như bình thường nhé. Nó cũng ra 2 phần 3 như bình thường chứ, đúng không? Đó, các em hay bỏ sót cái đáp án này nè. Giờ nếu giá trị đối của x bằng một số dương gì đó thì sẽ có hai kết quả lận ha. Câu B, giá trị đối của x bằng 0 thì ở đây mình chỉ suy ra một kết quả thôi, x sẽ bằng 0 thôi. Chỉ có số 0 thì lúc tính giá trị đối mới ra 0 thôi. C, giờ thầy có giá trị tuyệt đối của x bằng trừ 5 thì sao? Coi chừng bị lừa với em nhé. Kết quả tính giá trị tuyệt đối
không bao giờ ra âm cả. Như vậy các em gặp mấy cái bài này là các em phải trả lời cho thầy là không tìm được x thỏa yêu cầu đề bài ha, không tìm được x thỏa mãn yêu cầu đề bài. Hãy nhớ cho thầy, một số thì có thể dương, ví dụ như số 8 có thể bằng 0, có thể bằng âm 5. Đó. Như vậy một số có thể là dương 0 hoặc là bằng âm. Nhưng mà kết quả tính giá trị tuyệt đối nè, không có ra âm được. Nó chỉ ra số dương, ví dụ như 8 với 5 nè, hoặc bét nhất là ra số 0 thôi. Tức là kết quả tính giá trị gốc của A luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0, chứ không bao giờ ra số âm được nhé. Cẩn thận. Gặp mấy cái bài này thì các em phải cảnh giác ha. Chú ý. Chú ý. Với mọi số A ha, các em ghi đi. Với mọi số A nhỏ, bất chấp dương âm hay bằng 0, thì ta luôn có, thì giá trị đối của A luôn luôn lớn hơn hoặc bằng bằng 0. Đó. Bây giờ mình qua bài tập số số 5. Ta sẽ giúp các em tìm tìm x. Cũng là tìm x biết, nhưng mà lần này tìm x phức tạp hơn. Ví dụ như thầy có là 3 phần 2 trừ cho giá trị tuyệt đối của x thì bằng 1 phần 4. Đó. Bây giờ các em coi trừ x như là số chưa biết thôi. Thì mình sẽ đi tìm cái trừ x, đi tìm cái giá trị tuyệt đối của, các em coi giá trị đối x như là số chưa biết thôi. Mà đúng, nó chưa biết thật. Giá trị đối của x đang nằm ở số số trừ đúng không? Vậy ta lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Đó. Rồi thực hiện cái phép trừ đó. 3 phần 2 mà trừ cho 1 phần 4 á, thì sẽ bằng, tự trừ đi các em nhé. Phải bằng 6 phần 4. 6 phần 4 trừ cho 1 phần 4. Quy đồng đó mà. Thì thầy quy đồng nè. 6 phần 4 trừ cho 1 phần phần 4. Ha. Rồi lại trừ tử dưới mẫu thôi. Giá trị gốc x sẽ bằng 5 phần 4. Bây giờ nó trở về giống bài nào? Nó trở về giống bài tập 4A đúng không? Thì tới đây các em nhớ suy ra cho thầy là x bằng dương và âm 5 phần 4. Thầy có thể ghi gộp cũng được. Cộng trừ 5 phần 4. Đó. Bài tập này là bài tập 5, 5A. Dạy các em nha. Chúng ta qua bài tập B. Một bài tập cũng hay gặp trong các đề thi VinBus. Hay gặp trong các đề thi VinBus. Các em có cái đề bài như sau. Giá trị tuyệt đối của 5 phần 18 trừ x. 5 phần 18. Xin lỗi. Thầy đưa lên này ạ. 5 phần 18 trừ x trong dấu giá tuyệt đối á. Rồi. Trừ 7 phần 24. Trừ 7 phần 24 bằng 0. Rồi bây giờ các em coi cả cái giá trị đối này như là số chưa biết thôi. Đúng không? Rồi trừ 7 phần 24 các em chuyển nó qua bên phải thôi. Chuyển vế đổi dấu mà. Hoặc là lấy số 0 cộng cho 7 phần 24 giống như hiệu cộng với số trừ á. Làm kiểu tiểu học cũng được mà kiểu cấp 2 cũng được. Đem qua thì nhớ đổi dấu thành cộng, bỏ luôn. Như vậy là ta coi cả cái giá trị tuyệt đối này như là số chưa biết, ta đi tìm nó trước. Và ta đã tìm được nó là bằng 7 phần 24 nè. Nhưng mà nhiệm vụ của mình là phải tìm cho ra x cơ. Ha. Bây giờ cả cái này là một số chưa biết bằng 7 phần 24. Bây giờ các em lại coi 5 phần 18 trừ x là số chưa biết. Giá trị tuyệt đối của số chưa biết này bằng 7 phần 24. Thế thì theo cái bài toán trên này. Đây, giá trị tuyệt đối của một số chưa biết bằng 2 phần 3 thì số chưa biết đó sẽ là bằng 2 phần 3 hoặc là trừ 2 phần 3. Thì dưới này cũng vậy. Giá trị tuyệt đối của số chưa biết này bằng 7 phần 24. Thế thì số chưa biết này nè. Đó, tức là 5 phần 18 trừ x đó. Làm số chưa biết đó. Thì bây giờ nó sẽ bằng 7 phần 24.
24 hoặc là trừ 7 phần 24 cũng được. Như vậy mình có hai bài toán tìm x con, một bài toán tìm x mẹ có dính dấu giá trị tuyệt đối, tách thành hai bài toán tìm x con không còn chứa dấu giá trị tuyệt đối nữa. Thì mình giải hai bài toán này nó nhẹ nhàng hơn. Thì giải bài toán thứ nhất, 5 phần 18 trừ x bằng 7 phần 24 thì x sẽ bằng 5 phần 18. Em làm theo kiểu tiểu học cũng được ha. Trừ cho 7 phần 24. Còn không thích thì mình dùng quy tắc chuyển vế đổi dấu như bài trước thầy dạy thôi. 5 phần 18 trừ cho 7 phần 24. Như vậy x sẽ bằng mẫu chung là mấy nhỉ? Mẫu chung là mấy? Mẫu chung sẽ là 72. Rồi, 18 mà muốn thành 72 thì các em phải nhân với 4. Giờ ở trên là 25 nhân 4 là thành 20 phần 72. Trừ cho bên này phải nhân với 3 là 21 phần 72. Vậy cuối cùng mình ra x bằng trừ 1. Trừ 1 phần 72. Đó. Bài toán thứ nhất đã xong. Bài toán thứ hai ta làm từ tựa vậy thôi. 5 phần 18 trừ x bằng trừ 7 phần 24. Thì x sẽ bằng 5 phần 18 trừ cho trừ 7 phần 24. Quy đồng 20 trừ cho trừ 21 thì kết quả sẽ bằng là 41 phần 72. Vậy bài toán này có hai đáp án em nhé. Nhớ kết luận. Vậy x sẽ bằng trừ 1 phần 72 hoặc là 41 phần 72. Vậy thôi. Rồi, tiết thứ nhất của buổi hôm nay thầy chỉ dạy